Good morning. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hình số 5, đó là hành động là cởi bộ đồ ngủ ra. Thì trong đây trong cái câu này có một cái chữ khó đọc đó là cái chữ bộ đồ ngủ, chúng ta sẽ đọc là m À các bạn xem từ điển để rõ hơn cái từ này đọc như thế nào nhé. Đây các bạn hãy xem trong từ điển này. Thế, uh, cái chữ này nó đọc như sau. Ờ. Ờ. A. Ờ. pacha m Các bạn nghe người bản xứ họ đọc. Pajamas. 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 Đây các bạn nhấn âm hai là đi lên ở âm thứ hai này. Pajamas. 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 Very good. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu. Thì cái chữ cởi quần áo ra là a tick tick Off 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 tick off. Đây, thế là cái chữ cởi quần áo là tick off hoặc là cởi giày cởi mũ cởi quần áo ra là các bạn luôn dùng cái chữ này take off là có một cái nghĩa khác đó là máy bay cất cánh nào mọi người rồi chúng ta sẽ nghe người bản xứ họ đọc cái câu này I take off my pajamas I take off my pajamas Repeat after me rồi các bạn đọc theo một cách từ từ nha I take off my pajamas. Cái câu này chúng ta sẽ nhấn mạnh cái chữ pajamas nên là cái cơ từ đó các bạn sẽ đọc uh, cao hơn và đọc đọc nhấn mạnh hơn. I take off my pajamas. I take off my pajamas. I take off my pajamas. Great. Rồi chúng ta đến câu số 2 đó là tôi hoàn thành bữa ăn sáng của tôi. Thì bữa ăn sáng cái chữ này sẽ đọc như sau. A, breakfast. Uh fast. Breakfast fast. Đấy các bạn nghe người bản xứ họ đọc cái chữ này này. Đây. Breakfast. 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 Thì cái này à nhớ âm đầu chúng ta sẽ đi xuống breakfast. Breakfast. Great. Rồi chúng ta đi vào câu. À tôi đã hoàn thành I finish my breakfast. I finish my breakfast. Các bạn nghe người bản xứ họ đọc câu này nhé. I finish my breakfast. I finish my breakfast. I finish my breakfast. I finish my breakfast. Như em bé nói với mẹ, mẹ ơi con ăn sáng xong rồi. Mommy, I finish my breakfast. Very good. Rồi chúng ta đến câu tiếp theo. Thì bây giờ cởi đồ đồ ngủ ra rồi thì hôm nay sẽ mặc đồ gì đây? Đi học hay là đi chơi mặc quần áo gì bây giờ? Thì cái chữ sẽ này là shall Nó cùng nghĩa với chữ will đều có nghĩa là sẽ Phát âm cái chữ này thì cái âm A ở dưới là âm A bẹt Thì chúng ta vừa A mà vừa E miệng chúng ta phải mở rộng ra như thế này A à, Và âm đầu tiên là âm sờ nặng shall Và âm cuối là có chữ âm L là chúng ta sẽ phải là đưa cái đầu lưỡi vào dưới cái hàm răng trên Ừ, ừ rồi thế là chúng ta sẽ hoàn thành tất cả chữ này các bạn xem video để mà hiểu rõ hơn này đây các bạn xem video nha shall 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 rồi các bạn đi vào câu what shall I wear cái chữ mặc là e wear wear rồi, listen to the native speak. Rồi các bạn lắng nghe người nước ngoài họ nói này, người bản xứ họ nói. What shall I wear? What shall I wear? What shall I wear? Mẹ ơi con mặc cái gì đấy? What shall I wear? What shall I wear? Great. Rồi chúng ta sẽ đi lại ba cái câu trong hình số 5. I take off my pajamas. I finish my breakfast. What shall I wear? Great. Rồi chúng ta đến hình số 6. Thì cởi ra là take off. Còn mặc vào là gì mọi người? Mặc vào là put on. Put on. Còn cái chữ quần áo chị đọc là clothes. Clothes. Các bạn sẽ xem người bản xứ họ đọc cái chữ này. Đây. Các bạn dò cái từ điển này cho nó chắc chắn này mọi người. Outfast là phát âm bao chuẩn luôn. Đây cái chữ quần áo đây. Oh, nó giống như cái chữ go hồi bữa mình đã chỉ cho các bạn rồi đấy. Oh, clothes, clothes. Đây các bạn nghe nhá. Clothes, 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 clothes. Great. Rồi chúng ta đi đến vào trong cái câu này. Tôi mặc quần áo của tôi. Quần áo nói chung đọc là clothes. I put on my clothes. Rồi các bạn đọc theo này. I put on my clothes. I Put on my clothes. I put on my clothes. Next, câu tiếp theo, uh, tôi mặc cái quần quần nhỏ quần phía trong của tôi. I cái chữ mặc này. I wear my quần ở trong underpants, underpants. I wear my underpants. I wear my underpants. Repeat. I wear my underpants. Again. I wear my underpants. I wear my underpants. Well done. Rồi chúng ta đi đến với câu cuối cùng. Tôi không nhìn thấy cái gì hết. trừ quần trồng áo vào không nhìn thấy gì. Thì là bất cứ cái gì là anything. Anything. Còn chữ bây giờ lại là một nguyên âm dài. Chúng ta phải kéo dài ngân nga. Ah, à, now now chứ không có đọc là now 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 mà đọc là now rồi các bạn sẽ nghe người bản xứ họ đọc cái câu này I can't see anything now I can see anything now I can see anything now I can see, see anything now rồi chúng ta ôn lại ba câu của hình số 6. I put on my clothes I wear my underpants I can see anything now. Very good. Rồi các bạn về nhà sẽ học lại cái bài này. Và quay video gửi lên cho mình nhé. Goodbye.